Xin chào mọi người, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Channel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề ăn dặm của trẻ nhỏ quanh việc trẻ ăn bốc. Từ trước đến nay, các bà, các mẹ chúng ta vẫn luôn cố gắng xúc cơm, cháo cho con ăn càng lâu càng tốt và hạn chế việc rơi vãi, hạn chế việc để bé chạm tay vào đồ ăn vì sợ bẩn, sợ phải dọn hay là sợ phải thay đồ quần áo cho bé. Đúng là như vậy, việc để trẻ bốc tự nghịch hay chơi với đồ ăn sẽ làm dơ tay chân, dơ quần áo. Nhưng việc này sâu xa thì sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho bé. Các mẹ, trào lưu cho con ăn dặm kiểu Nhật, phương pháp tự chỉ huy đang được rất là nhiều mẹ ưa chuộng. Đó là cho trẻ cảm nhận thức ăn bằng tay trước khi đưa lên miệng. Với cách ăn này thì đa số trẻ tỏ ra rất là hào hứng, bởi lẽ nó mang lại cho trẻ cảm giác mỗi bữa ăn như là một trò chơi, một cơ hội để trẻ khám phá thế giới xung quanh. Chúng ta đều biết rằng không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào cả. Có trẻ thì rất là hợp tác, ăn ngoan, thích ăn cháo, đồ ăn mềm. Có trẻ thì lại thích nhai, nhằn, ghét việc ăn nhuyễn, lại nghịch, đòi đồ ăn, đòi tự xúc, tự bốc ăn. Đó, do đó thì chính người mẹ chúng ta cần đọc vị con cái mình và lựa chọn những phương pháp thích hợp và kết hợp các phương pháp với nhau để cho trẻ ăn dặm. Theo mình tìm hiểu thì từ khoảng tháng thứ 7-8 trở đi, trẻ sơ sinh bắt đầu có xu hướng quan tâm nhiều đến đồ ăn, thức ăn, thích cầm nắm với tay vào bát cháo hay là cầm các đồ ăn. Tận dụng thời điểm vàng này, thay vì sợ bẩn cho con, các mẹ hãy tạo điều kiện cho con mình được ăn bốc, tiếp xúc, cầm nắm với đồ ăn. Sẽ phát triển khả năng tập nhai, tập ăn thô cho bé. Những trẻ được bốc ăn trong thời điểm này thì thường sẽ biết ăn cơm sớm hơn. Bé đang mọc những chiếc răng đầu tiên và rất thích việc nghiền, nhai một thứ gì đó. Bé sẽ luyện tập được kỹ năng cầm nắm khéo léo và sự kết hợp giữa tay, mắt, miệng để lựa chọn đồ ăn, nắm bắt đồ ăn. Một ưu điểm nữa chúng ta không thể không kể đến đó chính là ăn bốc giúp phát triển trí não, tạo điều kiện cho bé tìm hiểu kết cấu, hình dạng của từng loại đồ ăn, cứng, mềm, màu sắc. Nhận thức về thế giới xung quanh của bé cũng sẽ nhanh nhạy hơn. Và nhiều mẹ băn khoăn rằng nếu trẻ chưa đủ răng, chưa mọc răng thì có cho ăn bốc được hay không? Trên thực tế thì trẻ sơ sinh không cần nhai bằng răng, bé hoàn toàn có thể nghiền, xé thực phẩm nhờ níu của mình. Tuy nhiên thì mẹ đảm bảo cho trẻ ăn những thực phẩm vừa mềm, dễ nuốt và hình dạng kích thước vừa miệng bé. Sau đây mình sẽ mách một số thực phẩm cho mẹ nhé. Các loại rau, củ, quả, luộc mềm, cắt miếng vừa phải cho bé. Cà rốt, súp lơ, khoai hay các loại trái cây mềm như bơ, chuối, dưa hấu, dưa vàng cũng rất là tốt. Hoặc là có thể nắm cơm nhỏ, cơm nát mềm nhỏ cho bé. Các loại thịt gà mềm, lợn xé nhỏ, tôm cho bé ăn bốc cũng rất là tốt. Nhưng chúng ta cần lưu ý một số điều sau. Trước tiên cần đảm bảo vệ sinh, rửa tay sạch sẽ cho bé trước và sau khi ăn, đặc biệt là ở dụng cụ đựng thức ăn cho bé. Vấn đề thứ hai là trẻ ăn bốc thường không ăn nhiều. Mẹ cần bổ sung thêm dinh dưỡng, cháo, sữa hay các đồ ăn khác cần thiết trong ngày cho bé. Đừng kỳ vọng con phải ăn hết. Đây chỉ là việc giới thiệu đồ ăn, kích thích bé rèn luyện các kỹ năng cầm nắm mà thôi. Bé sẽ cảm thấy rất là vui thích, hào hứng. Việc này sẽ làm giảm tình trạng bế ăn ở trẻ nhỏ. Khi bé ăn đồ ăn bốc thì bé sẽ ngửi, nếm, bóp nát, thậm chí là cầm, ném, nghịch đồ ăn. Thì điều này hết sức bình thường. Mẹ cần tôn trọng và xác định sẵn tâm lý là chúng ta phải dọn dẹp rất là nhiều. Quan trọng nữa là các mẹ cần ngồi cạnh con, giám sát, đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời. Chẳng may bé bị hóc hay là bị nghẹn khi bé cố ăn nhiều và chưa tự xử lý được. Với những chia sẻ này của mình thì hy vọng sẽ giúp ích được nhiều mẹ trong việc tập ăn dặm cho con ăn bốc. Nuôi dạy con là cả một quá trình dài cần sự thông minh, khéo léo. Vì vậy hãy đăng ký Làm Mẹ Channel của mình để cập nhật nhiều thêm những video bổ ích nhé. Cảm ơn mọi người.